Rồi, Thanh Tòng chào cả nhà nha. Rất vui khi cả nhà đã quay lại với kênh Vua Khỉ Miền Tây. Thì hôm nay Thanh Tòng có mặt tại ấp Mỹ Phúc, xã Thiện Chí, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang để vào đây thăm anh Thắng. Thì đợt trước có bác Huế ở chợ Chạm có gửi tặng cho anh Thắng 500.000. Rồi, sao vợ nay ăn uống ngon lành không? Không mà lo đi luôn quá đi rồi. Vũ ơi, nằm cái điểm này ha, không có nằm một cái kia, nằm chỗ nào có được lắm. Nằm cái kia bác sĩ nói cái chân mà mình nằm cái võng á thì nó bị nó ảnh hưởng cuộc sống, ảnh hưởng cái chân nó không được. Đâu rồi cái là vậy là tính ra là mổ mấy lần rồi? Dạ cái này mổ trước sau hết 8 lần. 8 lần trời ơi. Một lần là mổ sống luôn, một lần dạ, có một lần sống là tính ra là 9 lần. Là 9 lần. Là 9 lần. Như là không có chích thuốc tê, mổ luôn. Dạ. Sao chịu đựng nổi? Dạ lúc đó làm như nó hết đau rồi. Tại vì trong đó nó đau quá, chỗ ngoài này cũng đi cũng dạ. Đúng rồi, giống như là có mổ đau cũng quá, bị cũng bị đứt đó là kêu cũng mổ liền là quá mai liền. Là mai liền là nó không có đau, tại vì nó trong đó nó đau hơn cái vết thương ngoài. Nó đau quá lại ngoài này nó hết đau. Ngoài nó muốn chai nó không còn đau nữa. Giống như là mình bị mà con ong mà chích bên đây nó đang đau. Mà mình kiếm con ong nào lớn hơn chích bên đây cái nó đau bên đây cái nó quên đau chỗ này. Nó là vậy đó. Hay là vợ của anh Thắng. Chào bà con mà đi đó. Cầm ly hết. Cầm ly không chào được. Đó, nói đây là con là thì vợ của Thắng này kia đó. Cái quạt cũng như vết mổ là mổ chồng lên vết mổ cũ luôn dạ, ha. Dạ mổ chồng lên. Không hoài mổ chồng lên hoài thì chứ. Trời ơi. Mổ cái vết mới. Nghe nói mà đau. Bây giờ nó chai, đau sót. Bây giờ giờ đi đứng nó thấy ổn ổn chưa? Con ngồi vậy chứ con chưa dám hoạt động cái chân này. Tại vì nó lành hẳn đi. Bác sĩ có cử. Canxi rồi. Mới đi khám bệnh về cái hình bên hông đó. Đi lâu chưa? Mới bữa nay hôm qua. Tháng mấy à? Tháng mấy? Mới trong mới bao nhiêu kẹt á. Hồi nãy đi mà không có điện trước. Thôi chà, không biết đi có tháng ra đây không? Mới làm được tháng mấy à? Chuyện, quay ra sáng á mình về đó đợi ở trong này quay ngược ra mới thấy cái này một phim đúng không? Ấy dạ. Cái này mà mang ống dít kìa. Trên đây là cái xương chậu. Cái này là cái kêu là cái cảm xương đùi này đây nè. Đó, cái này là cái xương đùi. Đây mình chụp hình xương hoài mình biết. Rồi cái này á là nó bị gãy nát kìa. Đó, cái này có ống dít vô. Ghê quá. Nó gãy rồi. Cái này chụp tận. Cái là chụp cận to. Có mấy cái đường đó là đường chỉ gì vậy ba? Cái này là cái con ốc dít á, dít đồng mà nó có mấy cái mà nó cái đường trắng trắng này là cái đường chỉ phải không? Bị chạy, cái đó cái bị xi măng đó đó, bên đây cũng có nè. Không biết cái đường này giống đường chỉ quá. Không biết đường thay rồi. Kêu mua xi măng gì đổ vô cái làm xương nó mua hũ xi măng rồi cuối cùng nó về đây đó. Ừ, dạ. Xi măng 5 triệu quá. Mua hũ xi măng 5 triệu dạ, hả? Nó bằng ngón tay. Xi măng đang chám xương rồi ha. Xi măng nhân tạo á. Dạ. Ừ. Mua hũ rồi chám cho. Mỗi lần đi tái khám vậy anh tốn khoảng bao nhiêu tiền nha? Mỗi lần đi vậy bao xe đi về luôn 6 triệu. 6 triệu. 6 triệu là tính luôn tiền khám bệnh. Rồi về là có bảo hiểm không? Không, ba khám ở đây là tờ khám không tính bảo hiểm, khám ngoài, một bác sĩ khám ngoài. Mà giờ là phải tốn tiền. Dạ. Là một tháng anh đi tái khám một lần hay là sao? Đợt đầu tiên thì tháng khám lần, đợt sau này cũng chỉ kêu hai tháng. Dạ. Hôm nay mới có tháng mấy, vừa gần chừng là hai tháng, cuối tháng 7, đầu tháng 8 bắt đầu đi khám nữa. Dạ. Thì, đó là đi lo đi xa không? Rồi Sang cũng mới ghé con nè. Gì hả? Cái gì hả? Bởi vì nãy điện con Sang đi với tao cái bạn rồi. Thăm Thắng không? Nó nói là con công chuyện rồi thầy ơi, con bệnh rồi. Nó chắc vài bữa nó đi theo sư phụ con đi làm chứ ở đây biết là làm không có tiền bạc. Ừ thì phụ cứ tính kéo 6-7 đứa đi ra ngoài ăn vui. Gần đèo chuối đèo Bảo Lộc á. Từ đây ra ngoài gần 300 cây. Nó search trên Google là 290 cây.
Tôi mới đang cưa 20 hectare và cây tràm lanh đó, người ta kêu keo lai, người ta làm giấy với bao bì, còn lớn là ta lấy cây khói. Vì mình ở đây là bây giờ là cái nguồn kinh tế mình ở bên bên ngành nông nghiệp của mình á, tại vì là không có, người ta không có thu thuế nông nghiệp nữa, rồi cho nên là bây giờ là cái nông nghiệp mình là không có, có cái nhiệm vụ giống, không có bộ phận nữa, cho nên là mình mà nông dân mạnh mẽ nên lo mà ví dụ giờ là cái cung mà nó vượt cầu quá thì nó sẽ bán bị nó bị ta ép giá, rồi là mạnh mẽ nó trồng, mạnh mẽ nó chặt, rồi cho nên là không có cái người này đỡ để cầm đầu đỡ đầu, hoặc là không có bao tiêu sản phẩm đó, cho nên nó là cái nông nghiệp mình nó bấp bênh, rồi cái thu nhập đó là không được nhiều, nên là thợ cưa là ế lắm, có khi cái cây mà nó chết khô mà nó để mà nó mục luôn mà nó ngã luôn thì cũng không cưa đó, tại vì không có tiền đi trả cho thợ cưa, với củi lại bán là không có được giá nữa. Là mà chưa mấy cái nhà máy này nhà máy nọ này nhiều, những cái đợt dịch Covid này á, rồi người ta bị phá sản, nó sẽ không có là tái tạo lại, cho nên là cái nguồn củi là ta không có bán được. Hồi xưa là ta bán để ta hầm than, ta có thể là đi xuất khẩu ra ngoài là Đài Loan, Hàn Quốc, các nước lân cận, mà bây giờ là không xuất khẩu được nữa, nên là cái nguồn kinh tế của đồng bằng sông Cửu Long này là bên là ngành nông nghiệp á là bấp bênh lắm. Vì cho nên bây giờ đó là mấy đứa này nó cũng dự định là đi theo sư phụ ra ngoài đó đi chưa, là đó là có cây nó nhiều mà người ta là ta làm bên đó là bên công nghiệp rồi, công nghiệp là nó cần cái chất đốt để người ta là cho những nhà máy giấy, rồi là những chỗ mà dệt vải, những cái này kia ta mới cần được cái chất đốt đó, với lại là ở vùng đó mà ở đây mà củi nhiều, nhưng mà mình đi đó là mình đi sẽ lỗ, tại vì chi phí vận chuyển nó quá cao, xăng dầu nó lên, cho nên giờ bắp bên lắm, đây người ta bỏ cây mục như đã nói đó. Thì bây giờ là bây giờ kéo ra ngoài làm, để ví dụ mình làm một ngày mà có thể 8 tiếng đồng hồ mình mới có tiền, còn ở đây một ngày có khi 10 ngày mới làm được 2 ngày. Mà 2 ngày đó là mỗi một ngày làm được 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ, có khi ngồi không. Bây giờ đang ngầm thầy nghề thấy cưa rồi biết làm gì, không phải đi làm hồ, mà hồ thì người ta sẽ cái trình độ ta không có, tại vì cái gì là dân ông võ luyện, cái gì là người ta thường thường là chăm hay không là quen tay, cái ông thợ hồ là ông đã quen tay rồi thì ông làm nó rất là giỏi, mình đang thợ cưa mình nhảy vào thợ hồ làm người ta không có nhận, cho nên là thợ cưa là phải chấp nhận vào thợ cưa thôi, rồi cho nên là phải kéo vào ngoài làm để nó có tiền. Rồi ngày hôm qua nó cũng tập trung nhà sư phụ là nó mới thấy nó mấy đứa cũng hớn hở lắm, cũng động thực lắm, để đi ngày một là mình giúp cho bà con ngoài, tại mình ở đây mình là con quê chân chất á, thì làm nó cũng là người ta cũng mến, cho nên ở ngoài kia cũng đang cần nhu cầu mình nữa. Bây giờ thôi cũng thưa với quý bà con vậy, cũng là nhân đây á là mình để thực là một chuyện là hôm trước mình có đi lên Cần Đước Long An để là mé một cái nhánh của cây sọp với cây gừa nó chính lẹo với nhau, là ở cái đó là một cái miếu ngũ hành, cái miếu ngũ hành cái hôm đó là đã đóng cửa gạo ngoài, mình không có vô trong để mình bái thỉnh được, mà mình sắm sửa là hương hoa trà quả mình ở ngoài phía ngoài để mình cung thỉnh nguyện sinh để mình mé được cái cây đó. Rồi là cũng có nhiều người lại ngưỡng mộ, rồi câu cổ chụp hình quay phim, rồi cái mới nhắc đến là Thắng, anh Tùng, tôi thấy anh có thằng đệ tử bị té gãy cái chân đó, mà tôi xem lên là tôi thấy tôi đứt ruột, cho nên giờ cũng ít lòng nhiều. Anh làm ơn anh nhận 500 ngàn này tôi gửi tặng hắn. Thì anh nói là anh tên là anh Quế, anh là chuyên môn anh đi phục vụ là đãi nhà hàng tiệc cưới,
là anh ở anh là thứ 13, thứ 14 gì lận. Dạ. Cũng cao to lắm, có chụp hình mình đó, là mấy đứa mới mốt ghép cái hình là nó vô, ghép hình của bác Quế nó vô. Rồi là sáng nhân đây thì sư phụ con cũng của ít lòng nhiều thì gửi cho con 500 đó. Rồi đây là 200 này là của là thánh khờ cũng làm YouTube, YouTube cũng quay. Dạ cái thánh khờ đó con có coi rồi. Dạ đây đó, còn là đây đây con mấy đứa quay vô mặt tay đi, đừng có mắc cỡ đó, thánh khờ là đó. À, tuy mặt xấu nhưng mà tâm hồn không có xấu. À, là cũng là gần đi quay phim rồi đó, nó cũng là sư phụ dạy chỉ cho Toàn với bé Hoa, dạy cho Lâm Phạm, rồi dạy luôn cũng nhiều người lắm, dạy cũng góp ý chỉ cách thức, tại vì đi trước đi cũng mấy năm rồi nhưng mà bị đánh sập kênh hoài, rồi tại vì là rút kinh nghiệm, giống như sư phụ bị tai nạn hoài rút kinh nghiệm vậy đó. Thôi giờ vậy là đây có mấy đứa nó có cho nữa không? Dạ, em nhân đeo cũng cho thêm tặng có làm nhiều con hai lúa Tiền Giang. À, con này là Toàn là kênh Du Khỉ miền Tây mà bấm vua khỉ miền Tây, hồi đó nó có chữ vlog của tổng. Thôi giờ cuối lòng nhiều để sư phụ gửi con lên đây để thêm uống sữa dưỡng bệnh mau lại sức để đi với sư phụ nữa. Mong cho con mau cái hết nặng con hoàn thành cái nguyện con nguyện vọng đó, con sẽ hết con làm nào giờ đó, mang cái danh nghĩa thầy trò nhưng mà chưa có đi với thầy lần nào, là tại vì là con đi với mấy đứa kia rồi bắt đầu làm mấy đứa kia cũng là đệ tử của thầy rồi, như là cũng mến kêu thầy thôi, nhưng mà cũng như là đã kêu thầy rồi là mình có bổn phận mình quan tâm rồi là chia sẻ hoặc là giải trí dạy những cái kinh nghiệm mình đã qua mình dạy lại mấy đứa kia, còn mấy đứa kia làm rồi cứ học qua học lại rồi cái là mến nhau rồi gọi thầy đó, vậy đó. Rồi cũng nhân đây là cũng kính xin là quý ông bà cô bác quý mạnh thường quân thì có lòng hảo tâm gì đó là có thể nhờ mình chuyển dùm cho Thắng, hoặc là nếu mà có mấy là mà có khi mà có số tài khoản không? Dạ có mà con không nhớ. Không nhớ bởi vì hơi khó là vậy đó. Để có cái có mấy là gửi cho mình rồi mình cũng phải cũng công bố lên. Dạ vậy đó. Rồi cái nữa là cũng nguyện cho là Thắng cũng mau bình phục. Thầy trò mình lại đi tác chiến. Thì cái thứ nữa là cũng thay mặt cũng trong ban đội thời cưa mấy cưa đó cũng là cầu nguyện cho quý bà con Mạnh Thường Quân, quý bà con luôn luôn nào cũng mạnh khỏe vui vẻ làm ăn thật là nhiều điều may mắn, gặt hái được nhiều cái thành công tốt đẹp, là rồi cũng gửi gắm là luôn luôn lúc nào là mình cũng tạc dạ đi lòng luôn luôn là cũng nhớ ơn, bây giờ cái ơn là kể không có bao giờ hết, bây giờ kể ra dần chắc sao tao quên luôn mà không hết được đâu. Ghi ơn là không bao giờ hết có một cái gì đó vô tận luôn, bây giờ đó là nếu mà mình kể ra thì mình kể được có mấy người thôi. Ừ. Còn mấy người là cũng giúp nữa mình nữa, mà mình lỡ mình không có nói tên thì thành ra mình bất nghĩa, cho nên á để cái dịp cuối năm mình sẽ ghi ra những ai đã giúp mình những gì cũng nhiều lắm, nhiều người lắm. Vậy thì con cũng cảm ơn những cái người hảo tâm đã giúp con được cái số tiền này, con cũng mua sữa uống mau hồi phục, con sẽ tiếp tục tôi cây cũng cắt ra ăn. Còn cái thứ kế nữa là gì, tại vì nó nói thứ nhất thứ nhì thứ hai thứ ba mà nãy giờ mình không nói thứ một là gì, thứ hai thì mình nói cái thứ nữa đi. Cái kế nữa là xin chia sẻ với quý bà con vậy đó, Thắng là đang ở nhà này là nhà của ba Thắng là ở đậu thôi, còn Thắng là có một cái nền viên bên kia mà cái nhà đã sập rồi rồi là đang dự định là cái là tất cái nền nhà bên đó để xây tất riêng, mà không ngờ là bị
gì là thôi, cũng như bị dăn dở, giờ bắt đầu mới sẽ ở đậu đây luôn. Dạ. Đó, nó như vậy đó, là đây nhà của ba của Thắng. À, rồi nó cũng cái gì cũng vậy, cũng vì là mình dắt ngã cho nằm đứng lên chỗ đấy. Con ở lại con hôm rồi con bị lúc đầu ấy, con về cái cũng 2 tháng mấy rồi hết. Thật sao con bị nhiễm trùng lại con đi thì con bị tốn tiền quá trời. Đúng rồi, bởi vì nó nhiễm trùng mà, nhiễm mổ 9 lần. Cái thí dụ mà lúc đầu hình giờ đã chuyển nó qua rồi, nó thì nó kỳ. Thay lúc trước thì cũng tha thiết kêu gọi đó. Đi theo với cách thầy chỉ đó. Dạ, đi bó. Ừ, nó ổn. Tại vì thiên nhà mình nó đã kín ở trong á, là nó sẽ không bao giờ nó bị gió độc nó xâm nhập. Tại vì cái không khí này nó không được trong lành. Không khí mình nó là nó có nhiều chất lắm. Ví dụ mình hít vô là oxy, thải ra các nít, rồi carbon chẳng hạn, là nitơ, chẳng hạn, nhiều cái nhiều lắm. Rồi mình ở đây cái khu vực của mình á, đồng bằng sông Cửu Long này là người ta phun thuốc từ sâu, thuốc mà bảo vệ thực vật á, nó nhiều vô phương. Cho nên là mình lúc đó đang cái cơn gió đó nó dẫn dắt cái không khí đó, tại vì nó đi nó trôi trong, bay theo trong không khí, nó rất là nhẹ, nó bồng bềnh, nó trôi, rồi khi nó va chạm phải, nó đắp, nó vô là nó xâm nhập vô là nó dễ bị nhiễm trùng, dễ bị hoại tử, nó sẽ hoại tử cái thịt của mình, nó sẽ bị hoại tử, là nó là như vậy đó. Cho nên là bởi vì mình phải gắng ăn uống chữ kiên, rồi mình bị cái xương thì mình phải ăn có chất có canxi, rồi ăn rau sạch. Rau mà bây giờ mà rau được mình trồng đó, hoặc là mình rau mà mình lựa ngoài chợ, mà rau mà bị lá nó lủng lỗ luôn ha, bị con sâu ăn này kia đó, là mấy cái rau đó tuy nó xấu nhưng mà nó cái chất lượng nó không có bị là bị nhiễm chất độc, nhiễm cái lưu lượng thuốc trừ sâu cũng khoa học, nó bởi nó khó lắm. Như giống như mấy người đàn bà sanh đẻ đó, người ta cũng cử lắm, cử ăn những món này món kia cái nọ, dù cho thèm khác ta cũng nhịn á. Nên bây giờ có bệnh nhưng mình phải gan cử như ăn cái canxi làm ăn buổi sáng từ 3 giờ chiều trở lên là mình tạm ngưng ăn cái là cua sò ốc hết mình ăn này đó, là mình ăn đó là nó sẽ thừa cái chất dôi là nó sanh ra là thối hóa là cái xương cổ nè, cái lưng mình nè, rồi là nó thừa cái đạm là nó bị rút. À, cho nên là buổi chiều là mình không nên dùng các thứ đó. Còn những người mà người ta có tập thể dục thể thao thường ta ăn rồi mà ta chạy nhảy như kia, rồi nó tiết mồ hôi ra, rồi nó tiết xuống cái mà xuống mà kêu làm cái chất thải của nước tiểu á, rồi nó chạy nhảy là trong cái bàng quang mình nó sẽ sốc lên là khi mà mình tiểu nó ra hết là không sao, còn người mà ngồi lâu hoặc là nó sẽ động lâu ngày, nó lắng động rồi nó tụ hội, nó gom lại, nó dễ dạt lại thì nó sẽ thành sạn bụng đái, sạn bàng quang đó, nó nguy hiểm như cho là cái người là ít vận động. Dạ. Con giờ là cũng đâu vận động đâu, dạ, có ăn nhiều là nó ảnh hưởng là vậy đó, đúng. Cho nên là có gì buổi chiều mà có thèm con cua biển quá cũng mời ha, ăn sáng vậy đó. Rồi không ấy cho anh Thắng anh nghỉ chưa thì giờ cũng rồi dạ. Giờ chưa? Có sao không? Đã gì ngồi có nó mỏi không? Dạ không. Cái chân cũng còn bự bên nhỏ nữa. Dạ. Chân còn sưng. Bên đây nó sẽ bị teo cơ. Cái nào mà vận động ít vận động là sẽ bị teo cơ. Dạ. Bây giờ duỗi ra coi vô đồ thường không? Dạ bình thường. Ừ, tập cũng dữ lắm. Tập nhưng mà đừng cho nó mỏi quá. Dạ. Nó mỏi quá nó cái cơ thể mình nó chịu đựng không nổi, nó cũng không được đâu. Con chắc con cũng phải, nếu mà con có đi được con bỏ hơi tó là con cũng phải gần Tết con mới hoàn thành bỏ tó được chứ. Bởi vì tới đó, bây giờ con tới đó con bây giờ con mới có 2 làm lại con mới có chưa được 2 tháng nữa. À, rồi cũng như là mới mổ cái kỳ cuối cùng thì cách đây là chưa được 2 tháng. Dạ, cho nên là nó cũng như giống lại là nó đã từ đầu. Dạ. Nó cũng làm lại từ đầu đó. Dạ, lúc mà anh đứng lên ngồi xuống thì anh có nhờ vợ anh đỡ lên không hay là anh tự ngồi lên được? Bây giờ thì như đứng lên đây thì vịn cái bụng ngựa rồi dạ. Vịn mấy cái thầm tường rồi. Dạ. Rồi đi miếng mầm. Ừ, anh ở con thiền mấy cái ly nước nơi còn dịp giờ Thắng nó ngồi hoài nữa, giờ nó hầu hào nữa. Tụi con cho thằng Thắng ly, con dạ, con anh uống không? Con uống hả? Con uống nước chưa?
Dạ, dạ cảm ơn. Nóng nóng không à? Sao giờ mình nói nhiều nãy giờ có gì nữa. Tàn. Nãy giờ đem qua tôi nghĩa tôi chứ. Giờ nói nhiều cái khát nước mới nhớ là như nước. Con thì con không có dám ăn gì, con cử còn hơn lại gì chứ. Vợ cho ăn con mua thịt rồi với cá rồi chứ không dám mời, không dám ăn bò rồi. Ví dụ các đồ biển là những cái đồ phong, cái gọi là cái đồ phong thì mình nên hạn chế. Bác sĩ nói con thì mới giờ thì nó mới như mới làm lại là giờ nó vừa mới vừa hết nhiễm trùng thôi. Ừ. Là mình làm lại từ đầu đó. Đây làm lại từ đầu đó giống như là mới mổ cách đây là chưa được 2 tháng thì nó tính từ cái móc đó đó. Cái móc đó thì sao? Trước là không có tính. 14 người chứ mình ở đây đó. 14 thứ máu, trời ơi. 14 túi máu là 14 loại máu. Mà máu đó là phải trùng khớp mới vô được chứ. Cùng nhóm máu máu A cộng. Máu A cộng ha. Thì nhưng mà ý nó nhiều vô nhiều bịch máu. Nhưng mà mỗi người mỗi tính. Mỗi bịch là mỗi tính. 14 là bây giờ mình đánh. 21 là con thấy nó nói chuyện BD là coi có chừng là cái máu nó nhiễm vô đó. Bà ơi, trời ơi, bữa nay cho tôi ăn gì vậy bà? Trời thèm đó quá trời, rất luôn. Thì là cái máu đó là phụ nữ nha. Bà quá. Làm thì cũng có giỡn hết vậy để cho nó có sự hài hước cái này đó. Nó phấn chấn lên. Nó vui vui lên cái bà chồng sang xuống đây cái cũng đi sửa máy xuống đây đi. Hai anh em ngồi đây nói rồi sang rồi tính sao giờ đây cưa ế ẩm quá trời rồi sao nói chắc thì đợt này vì làm máy móc rồi mà lại nhảy theo sư phụ sống nổi chứ gì thôi mà sang thì không có cái gì để thu nhập hết chứ. Thấy cũng thấy khổ tí á sang á thì nó có cái gì nó bị là đi bữa nó đi vô trong thiệt đi bữa đó con cường nữa phải không? Dạ, cũng bữa cường ra đó. Bữa đó là sư phụ xuống thăm con đây. Dạ. Sư phụ rủ tụi nó đi thăm cái nó giờ tụi con còn trong mừng thiệt là bữa đó nó té đó. Thì là coi bốn đứa mà nhậu có một có cái bia hà rồi cái là đi cái đường trong đó là đường sâm chợt té xuống cái giày ịnh xuống giày ịnh giày phải ịnh giày là bắt đầu nó có cái vai bả vai mình nó có ba cái xương, một cái là cái xương gòn trước, một cái xương cầu ở trên, một cái xương bả vai ở sau, ba cái xương vậy, ba xương nó nôm vậy nè mà nó té gì nó té nó ịnh cái vai như vậy cái ba cái xương nó trượt vô. Nó trượt vô là cái này cái xương này nó trượt đổi ra. Cái xương này nó tròn vô, cái xương sau nó cũng tròn vô đó nó bị xúc như vậy. Đó. Rồi là nó cũng không có tiền để điều trị nó kéo ra. Nhưng mà cái đó là cái tai nạn mà chạy xe cho nên mình không có đăng lên được, đăng lên thì nó nói cái đó sự cố đâu không phải sự cố nghề nghiệp. Cho nên ta mấy người đang yêu mình cưa cây mà nó có cái liên đới với cưa cây mình mới đăng lên. Rồi cho nên là đâu có ai giúp nữa đâu, thấy cũng tội. Rồi hổng sư phụ cũng cho thì cũng nhỏ giọt thôi. Tội nghiệp ổng mà thì tội nghiệp tội mà tức có cái anh em nó nghe kêu thôi về để bớt nhậu đi không nhậu hoài rồi biết khi nào làm. Vậy hả? Vậy là có khó thương của hả? Vậy là la cái kinh đại cho đi nghe cái gì là muốn kinh mạng là sẽ chửi nó đó. Tử vô khỉ sang nhậu đỏ mười mốt bớt nhậu lại đâu nãy giờ để thầy kêu nó bớt nhậu lại thôi. Hồi đó là đi, một lít là bốn người giờ một lít mình bớt hai người đi. Mình viện 51 ngày tính từ ngày luôn á. Sang hả? Hai chồng con 51 ngày hả? 51 ngày tính từ ngày luôn. Trời ơi. Là đợt đó là mổ 8 lần luôn không? Như bên đây ở đây mổ con ngựa như 4 lần rồi lên trở mổ 4 lần đó mổ. Tại ở có thấy vừa nói cái gì thì nói thì ra thành ra nó có cái đụng chạm. Thường thường á mình làm nghề gì á nó cũng phải có cấp bậc. Cũng như là cấp cao như giờ bên ngành y á thì cũng có cái sơ cấp, trung cấp rồi cao cấp. Nghe cái người mà y tá thì luôn luôn nó người ta sẽ dở hơn là người bác sĩ. Rồi bác sĩ á thì thua một cấp cỡ thạc sĩ cho nên là những cái bậc mà giám đốc bệnh viện là cái mấy cái bậc không cao nữa là mấy giỏi được chứ mà còn những cái bệnh viện á viện xã nó khác, bệnh viện huyện khác, bệnh viện tỉnh nó khác, bệnh viện đi tới trung ương hoặc là thành phố là nó khác đó. Và cho nên là một là mình đi
cho nên một lần sợ tốn bốn lần đủ là mình làm gì, nhờ mình xây cái ngôi nhà mình cất mình làm mình cái nền móng nó chất lượng chắc chắn đàng hoàng, mình sau này mình có lên được một cái tầng nữa thì nó cũng không sao. Mà cứ sợ tốn kém làm nhỏ giọt, hoặc là một cái bờ kè đi xong mà làm không có đúng theo cái quy trình đó mà không có đủ chất lượng là nó sẽ sạch rồi đó. Là cái mình đã sợ nó tốn đó, là mình thêm mình nhân ra bốn lần như vậy là cũng không có đủ đâu, không có làm được gì khác nữa, tại nó lỡ rồi nó banh chành mình cả sửa chữa là nó xa vời lắm, nó khó khăn lắm. Bởi vì nói mượn cái đó mà nói chung phải đi cái tiếng cao sợ là tốn một lần đó, tốn mạnh dạn tốn một lần thì thành ra nó cũng như nó 100 triệu đi, mà còn sợ 100 triệu, sợ tốn 100 triệu mà giờ cộng lại ra nó nhân bốn lần. Ừ. Nó là như vậy. Chiến sao này không đi bệnh viện hết 80 luôn, hai chồng con chiến sao đóng tiền, chiều đóng tiền xong rồi cái mua xi măng rồi xong hết trơn, cái mổ không thành công, hai chồng về phòng khóc quá vậy khóc. Mổ không thành công hết. Dạ mổ không thành công, tại mổ tới xương ra thì dịch bác sĩ nói giờ còn quá trời là phải tập máy để tiếp. Điều đó là hai chồng về phòng khóc quá thì khóc. Vậy là mắc lỗ lần nữa, phải tốn tiền nữa. Ngày đó 25 triệu, đóng 25 triệu là nghỉ xong được rồi. Cái đâu được đâu, hai chồng khóc luôn. Tại tức rồi khóc, mới thấy chắc nghĩ là thành công mà chưa, không có thành công. Rồi ảnh khóc luôn. Tốn tiền mà không có hết bệnh cũng buồn. Trước giờ mình sợ, mới đầu sợ tốn rồi cuối cùng còn hơn. Ừ đó, vậy đó. Như sư phụ nói vậy. Vì một lần sợ tốn bốn lần không đủ rồi. Bỏ anh ngứa cho mình lấy thành gãy gãy đó, đúng là nó ngứa tại nó kéo da non, thường thường là nó kéo lành ở trong, lành ở trong mà dính tôi là cái này xấu chỉ gọi hai trăm vụ chồng lên nhiều lần. Mỗi lần đó là cái hổm là cái con gì á, giờ là con này hổm con gì luôn, đẹp quá trời đẹp luôn. Bây giờ là chụp ở nhà ngoài nhìn sơ sơ vô cái là người ta tưởng là mình bị lát, nhưng mà mình xin là bị mai nhiều lần. Tại vì là mỗi lần mai là cái chỉ này mình in hàng vô nó đúng vô thịt. Đúng vô thịt đó thì cái nó sẽ không có va chạm với không khí. Chứ không va chạm với cái mấy là nó sẽ có hàng một lần. Cái lần này cái màu nó khác, nó không có không biết cái rồi sao có cái thánh giá trên này. Thánh giá. Không ơi, cái này là cái vết thương này là cái vết đầu cho nên nó gắn dữ lắm. Nó gắn cho nên ghé tay đầu với cái vết túi nè. Ừ, là nó gắn cho nó gắn. Đây này chưa hả? Mổ bỏ lại 1 phút. Rồi đây mổ bỏ lại 1 phút nè. Rồi cái này mổ mấy lần trước. Đây có 7 phần ạ. Bỏ lại 1 phút. Rồi nó tắt cái đồ đó từ đây nè. Trời ơi, thấy con. Bây giờ hổm có cần thử quay thì rồi nhớ nhôm nhất rồi. Dạ lên lại rồi chú bộ. Lên lại là mới lên lại mấy đây nè. Mới lên lại chừng tháng mấy nay rồi. Trời về nhà rồi lên lại. Lên ký lại. Lên ký lại. Lên ký được. Dạ hôm nay lên mấy ký lô á. Nói lên gì cái gì. Ai muốn nghĩ sao nghĩ thôi. Lên hổm con tính ra về con mất cái con còn 72 mà giờ con được 76 kg. Như lúc đầu là 8 mấy đúng không? Dạ lúc đầu con cũng được, cũng hơi nặng đó mà. Thôi mình chưa té là cũng dạ tám, cũng lên 80 đó. 80 vậy là dân lúc đó chưa đó. Dân dánh mấy đang dân cũng chả 80 mấy à. Cái dân cao đâu con. Ừ, nè, nó banh thịt ra dưới kia. Thì gì thấy được không? Banh ra nè. Giống như ổ bánh mì luôn nè. Trời, bỏ đi. Ghê quá. Quay YouTube không cho. Mình phải có cái máu á. Thôi quay hết trơn rồi sao thấy được. Chắc Toàn cũng xin tạm ngưng video tại đây. Cho anh Thắng anh nghỉ ngơi vì nghỉ trưa đó cả nhà. Ừ.